luôn bà cô chú ơi. Chiều nay em Chi đi học về, em lấy cái bột mì thì cho em Chi chơi hết cô chú anh chị, chứ không có phải là làm bánh gì trơn đó. Lấy cái bột này cho em Chi chơi hết cô chú anh chị nè. Em Chi phát lỗ này cho mẹ đi, phát lỗ tròn tròn trong đây đi. Bèo 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 bèo. Chứ từ từ, con quẩy này ra đây, con lấy này nè, lấy từ từ vậy nè, để hơi nước đừng chảy ra ngoài, mới làm lỗ to to ra chứ. Đó. Cho thấm nước. Cho Chi chơi này xong Kim sẽ nấu ăn hết cô chú anh chị. Xong rồi cái nấu ăn xong cái dọn dẹp chú anh Chi rồi ăn tối. Nè, chú chọn gì đi, chọn nhẹ từ từ vô. Hôm nay em Chi đi học, hôm nay là cái ngày ở trường mặc đồ tự do có màu trắng đỏ để ủng hộ đội bóng của nước Anh đó cô chú anh chị, ủng hộ mùa Euro đội bóng nước Anh nè. Rồi mẹ sẽ chế nước từ từ vô nha. Rồi con quậy nó đi. Kim hái được một ít rau hả mọi người. Nay Kim sẽ làm gỏi cuốn của chú anh chị. Cải ve xanh Kim gieo trong cái chậu cây. Bây giờ rút kinh nghiệm mọi người, cái cải còn non non này ăn được rồi nè, để mai mốt nó bự là nó sẽ có hoa, nó trổ bông. Cái cải nhỏ nhỏ này ăn nó ngon mọi người. Cũng có sâu rồi nè. Kim làm con cá chẽm nướng á mọi người. Cho một lớp hành dưới đây nè. Thường Kim hay cho tiêu với muối không cũng được nữa. Nay Kim cho thêm một miếng hạt nêm thôi mọi người, chút xíu thôi. Nướng cá rất là đơn giản luôn. Nay Kim dùng cái nồi cơm điện này nè để luộc thịt. Khi mà thịt nó chín rồi đó, em để giờ em cho tôm vô luôn. Lý do mà bữa nay em không hấp tôm, em là em luộc xong rồi em lấy cái nước này nè cô chú anh chị, em nấu canh.
Đây nè ông bà cô chú ơi, em chi chơi đã rồi, chán rồi, bỏ đi rồi. Làm cái hình người ta đây nè, rồi bỏ đi rồi. Cái này bây giờ lụm vô đây bỏ ha cô chú anh chị. Dọn dẹp. Nó em bài ra chưa, em chơi xong rồi em bỏ rồi. Dọn dẹp chỗ này ăn cơm mọi người. Cái thịt này nó hơi mỏng nè mọi người, tại vì mình mua trong siêu thị á, người ta thái ra cái miếng mỏng như vậy đó. Giờ Kim phải sắt cho nằm xuống cho nó bự bự ra nè, cho nó mỏng rồi. Tôm này Kim cũng thái thành làm đôi luôn nè. Này lúc nãy trước khi luộc đó là Kim đã lấy cái chỉ lưng nó ra rồi, cho nên là giờ tôm nó sạch luôn hết mọi người. Hai cái bánh phở này rất là nhiều, Kim lấy một cái rưỡi thôi. Đói bụng chưa? Rồi chứ nó không kịp đợi mẹ luôn kìa. Chị mời ông bà cô chú ăn đi. Xin mời ông bà cô chú ăn cái Ăn này cái gì chị biết không? Gỏi cuốn. gì? Đúng rồi, xong rồi nè ông bà cô chú ơi, mời cô chú anh chị nha. Cái dĩa rau của Kim, cái này là Kim làm bằng bánh phở ha, bánh phở cho mềm cho em Chi dễ ăn á. Bữa trước Kim làm bún mà em Chi không thích lắm. Này có tôm với thịt, à mẹ quên, nó còn một con cá nữa, cá nướng nữa Chi à. Trời ơi không nhớ. Đây nè ông bà cô chú ơi, cá nướng nè, thịt luộc, tôm luộc, bánh phở ha, với rau. Kim có một cái chén mắm nè cô chú anh chị, Mà hấu cái chuối ấy mắm nêm canh. Chị không biết cuốn hả? Con kéo này xuống nè, kéo cái này xuống đây không, rồi nè. quẹo này qua. Ô, bye bye, từ từ từ, quẹo này qua rồi quẹo bên đây qua nó, rồi cuốn xuống này, kéo xuống này, kéo tự xuống lên đây nè, trên đây này kéo xuống nè, đúng rồi, bẻ lên, đúng rồi, nó đúng rồi, thấy chưa bự dữ vậy ta. Trước tiên mình lấy cái bánh tráng mình nhúng nước nè, cho lên dĩa, cho một cái miếng rau xà lách nha mọi người, xà lách nè, dưa leo nè, giá nè, này là rau diếp Mà cá. Dạ. and this is my ingredient. Rau diếp cá.
Cái này là có mấy cọng cải bẹt xanh lúc nãy Kim cắt nè, cải bẹt xanh con. Đó. Thêm một cái cải bẹt xanh con nữa. Cái này là ngò rí ha mọi người, ngò rí nè. Hồi chưa có ăn mà chảy nước miếng rồi đó. Thêm một cọng ngò rí nữa. Này là có lá bạc hà nữa nè mọi người. Bạc hà. Xong. Giờ mình sẽ cho gì lên trước đây chi? Cho thịt nè. Thịt lên ha. Ừ. Trời ơi thèm quá. Xong rồi tới tôm nè. Đó, tôm để ngoài đây họ cuốn vô cho đẹp. Ba miếng tôm ha. Đây. Một miếng bánh phở lên nữa nè. Phở này chút để tủ lạnh ngày mai hấp lại ăn tiếp. Nhiều quá. Kim tính đâu mà ít ai vậy, nó nở ra quá nhiều luôn. Đó, cuốn vô. Này phải có hẹ nữa ha mọi người. Cuốn hơi to nha. Cuốn khổng lồ. Đẹp chưa? Chấm chén mắm nè. Quậy chén mắm lên, nãy có dắt thêm miếng chanh nữa. Tráng nữa hả? Ngon không? Chị ăn hết một cuốn rồi đó hả? Ôi, nhanh dữ vậy trời. Ngon lắm hả? Rồi xong. Chấm vô chén mắm nêm ha cô chú anh chị. Mắm nêm mời mọi người nha. Này, có phải mọi người mới. Riêng cuốn với tôm với thịt đó ăn không vậy hả? Nó ngon. Mặc dù là không có đủ rau không mọi người, nhưng mà ăn cũng đỡ thèm. Lâu lắm mà kêu muốn ăn, ngon quá. Ăn cái gì được không? Nè. Ngon quá. Bây giờ Kim sẽ cuốn thêm. Chị đi đâu á? Kim sẽ cuốn thêm một cái cuốn cá ha mọi người. Rau sống, xà lách nè, dưa leo nè. Cải bẹ xanh nè. Rau dấp cá nè. Rồi rí. Giá nè. Con làm gì mà con làm thấy ghê vậy chi?
Xong. Kim cho vô đây là cá. Này cá chẽm Kim nướng ha. Cho nguyên miếng này vô luôn. Đó. Hành nữa nè. Cái này hành tây lúc nãy Kim để dưới. Bây giờ nó thơm dữ lắm luôn. Cái hành này nó thơm giống như hành phi vậy đó. Lên đây. Con cuốn bánh hay không vậy hả chị? Cuốn tôm cá thịt gì ăn đi con này. Ok. Rồi cuốn. Ok. Cuốn vô. Cuốn này nó gọn hơn cuốn lúc nãy nè. Bẻ cái đầu lại. Chấm vô mắm. Mắm nêm này ngon lắm. Mắm nêm này pha sẵn nhưng mà hơi mặn đó. Vậy Kim để thêm chanh với miếng đường. Có cái hành đó, hành tây mình nướng đó, nó ngon lắm mọi người. Hành tây mình nướng đó. Cuốn vô ngon lắm mọi chú anh chị. Cuốn cá này ăn ngon hơn là cuốn tôm thịt nè. Do là cá nó mềm nó ngọt, có hành tây nó thơm. Mẹ cuốn nó chiên cuốn cá nha. Chị ăn nha. Cá với bún nha, phở nha. Nha. Thì không cuốn cái này, ăn lên đây cái này thôi. Chi sắp no luôn rồi, nên Kim cuốn cho chị nhiều nhiều cá vô nè. Cá nhiều mới thông minh con à. Smart. Làm gì vậy? Làm đi. Dán cái miệng luôn khỏi nói chuyện luôn hả? Chưa hết ba cuốn mình no rồi mọi người. Ăn có ba cuốn mình no rồi, làm gì mình ăn ít rất quen á. Nghĩ rồi đó. Nào ăn hết bỏ tủ lạnh sáng mai ăn. Ăn sáng đi làm.